xin chào cả nhà. Bữa trưa ngày hôm nay thì Nhung có học cách làm cách xào mực khô với cả hành và cần tây. Và Nhung đang có một ô mỡ thăn rất là ngon đây, màu vàng vàng ánh ánh, rất là ngon luôn. Da nó khá là trong, màu đẹp không ạ? Mực đây là mực khô này, mực khô Nhung mua, Nhung sức đặt mua này, thì Nhung đã rửa qua nước rồi. Và bây giờ thì mình sẽ xào lên. Nhung đã rửa 2 lần rồi, rửa qua nước 2 lần. Nhung sẽ cho thêm một chút dầu. Nó thơm ngon, mỡ ngon này, mỡ thăn ngon này, tuyệt vời luôn. Thơm quá các bác, các cô, các chú ơi, xin mời cả nhà nhé, xin mời cả nhà chuẩn bị thưởng thức món mực khô xào của Nhung. Muốn ăn thì lăn vào bếp thôi. Trong nhà thì hôm nay gần Nhung sáng ngày hôm nay thì họp, do đó là sáng sớm thì hỗ trợ anh Nhất của văn phòng viên Hòa Đồng Lai tư vấn cho học sinh học và chuyển đổi bằng, sau đó thì lại họp luôn, không có thời gian, thật sự là Nhung không có thời gian để đi chợ, và trong bếp có gì là mình sử dụng đấy, trong tủ lạnh có gì là Nhung dùng đấy luôn. Có túi mực này thì thay vì ăn nướng bằng nồi chiên không dầu mấy lần rồi cũng thấy chán rồi, thì hôm nay Nhung cho vào xào với hành và củ hành tây, hành ta và củ hành tây. Mà rất là may là hôm trước là mẹ Nhung gửi cho Nhung cái túi hành tỏi tây đây. Mẹ gửi cho một túi rất là, mấy hôm mình bị mệt ấy, nên mẹ gửi cho một túi cái hành tây. Tức là hôm nay phải có cái để mà làm. Thích quá. Ở gần bố mẹ cũng rất là sướng luôn. Bố mẹ ở gần mình cũng sướng, mà mình ở gần bố mẹ cũng sướng. Chứ ví dụ như ngày xưa mà bố mẹ ở tận Bắc Giang ấy, mỗi lần mà bố mẹ ốm ấy lại phải đi xe về Bắc Giang, mà nếu mà mùa dịch như thế này thì thấy có những giai đoạn mà đi lại cực kỳ khó khăn. Đó. Mình sẽ cho thêm một chút xíu mỡ thăn nữa. Mỡ, cái loại mỡ thăn ngon quá rồi, thật sự luôn, rất là ưng. Lần sau Nhung làm mỡ thăn, Nhung sẽ luộc mỡ trước khi rửa, sau khi mà rửa nước muối sạch Nhung sẽ luộc mỡ với nước trước khi mà rán, thì nó sẽ có được cái mỡ, nó sẽ màu nó trắng sau. Thế còn lần này thì Nhung cũng gần như trần qua nước sôi thôi, cho nên là cái màu mỡ nó vàng vàng cũng ngon. Nhung cũng thích là ăn kiểu vậy. Đây, Nhung bây giờ là cũng là 12:30 trưa rồi. Thật sự là tầm này là Nhung cũng đói và tụt huyết áp rồi. Rất chi là đói và tụt huyết áp rồi. Cố gắng là xào nhanh cái thịt này xong rồi ăn với cả cháo. Đó, ăn với cả cháo trắng.
cái chính là cái bã gạo gạo rang lúc sáng nay đấy ạ. Mà làm nước gạo rang gừng muối đấy, để cho cả say sữa uống đấy, trước khi đi say sữa đi làm ấy. Thì bởi vì say sữa hôm qua là bị cảm, bởi vì lúc tối thì nóng không gấp chăn, xong rồi đến sáng thì nó lại lạnh đấy. Cũng như là Nhung linh cảm ấy. Nhung thì Nhung cũng phòng trước và Nhung cũng có đắp cái chăn mỏng, thành ra là cũng đỡ hơn. Thế còn đồng chí thì không đắp chăn gì cả, nên là bị lạnh, sáng nó bị cảm, nên là Nhung phải làm luôn một cái nồi gạo rang muối gừng để cho đồng chí uống và đi làm rồi. Đi làm và mang theo bé sữa đi ra spa để làm lại lông. Đó, spa cho bé sữa, đánh rối lại cho bé sữa. Thế còn vani thì cạo sạch rồi, bây giờ tắm thì cũng dễ lắm, tự tắm rất là dễ. Thì mình với cả Nhung với cả say sữa vẫn thường tự tắm cho vani. Đấy, bây giờ thơm, rất là thơm và ngon rồi ạ. Đấy. Giờ bây giờ thì mình sẽ cho thêm một chút bột canh nữa để ăn với cả cháo mà. Cho thêm một chút bột canh nữa. Và nếu mà có mắm thì chúng ta cho thêm một chút mắm nữa. Nhưng mà Nhung không có mắm thì Nhung dùng hết mắm rồi. Thì mình cũng không cầu kỳ. Trong bếp thì có cái gì thì mình sẽ sử dụng cái đó ạ. Và Nhung cũng đã rửa sạch mực bằng nước hai lần, nước bằng nước lạnh hai lần, nước lạnh nhé. Hôm nay Nhung không rửa bằng nước nóng nữa, bởi vì nước rửa bằng nước nóng thì nó cuộn tròn lại rất là khó cắt. Rửa bằng nước lạnh thì nó vẫn giữ nguyên hình cái con mực, và mình cắt, mình lấy kéo ra mình cắt ra thành nhiều đoạn như này rất dễ này. Nhung ăn thử, ngon quá. Ôi, tuyệt vời ạ. Nhưng không phải là mình làm mà mình tự khen mình đâu ạ. Thực sự là hôm nào Nhung thấy ngon thì Nhung cũng sẽ nói là ngon. Và hôm nào mà bị thất bại, Nhung cũng sẽ chia sẻ về thất bại. Hôm nay thì về cái cách làm này thì ngon quá. Các bác, các cô, các chú ạ. Tuyệt vời luôn. Nhung cho thêm một chút dầu, chút mỡ nữa. Đấy, Nhung có chế thêm một chút mỡ nữa cho nó, để nó ngấm ấy, nó ngấm dầu ấy, nó ngấm mỡ, ngon quá. Và từ lâu rồi Nhung cũng không hay ăn dầu đâu ạ. Là Nhung cũng hướng tới là sẽ ăn, một là ăn mỡ thăn, hai là sẽ mua máy ép lạc về để tự làm dầu lạc ăn, đảm bảo chất lượng, thì không, Nhung sẽ không mua dầu rán ở ngoài. Và rồi Nhung đã có được một đĩa, một chảo mực xào, hành tây và hành ta, rất chi là ngon đấy ạ. Nhung thì Nhung không thích ăn hành nó sống, thành ra là Nhung xào hơi kỹ. Còn anh chị mà thích ăn hành mà nó kiểu xào giòn ấy, xào phần sật giòn, thì anh chị thì cứ gần đến đoạn cuối thì đổ vào. Tuyệt vời quá, ngon lắm. Ôi trời ơi, ăn này ngon hơn cả nướng bằng nò nướng nhiều lần luôn ạ. Các bác thử đi ạ. Các bác, các cô chú, anh chị thử cái cách làm này đi ạ. Đây là Nhung học theo một chị ở bên Mỹ. Chị gì nhỉ? Nhung quên mấy cái nick YouTube của chị rồi. Đó, sáng nay Nhung vừa lấy lắp vừa rồi. Nhung vừa đăng ký kênh của chị và Nhung đã học theo chị. Nào. Nhung xào kỹ để cho nó thơm. Thơm phức luôn. Mấy cho miếng nữa nhỉ? Để cho em miếng nhá. Được. Cho em miếng. Rồi. Làm như thường hay làm cho các bé ăn thôi, làm cũng phải lưu ý việc là không
ta không không làm quá mặn. Đấy, nhưng hơi ho rồi đấy. Xin phép dừng video này ở đây nhé. Xin mời cả nhà nhé.